Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay Bình Sơn giới thiệu với các bạn một chiếc máy cắt cỏ cực kỳ độc và lạ. Hàng Nhật bãi đã qua sử dụng, các bạn có thể thấy được hình thức của chiếc máy cắt cỏ này qua video chúng tôi đang quay trực tiếp ở đây. Đây là máy cắt cỏ, nó có 4 lưỡi, rất là độc và lạ. Chắc là các bạn cũng ít gặp những loại máy cắt cỏ như này, nhưng mà nó có tác dụng là băm nát cỏ luôn, dùng để phá cỏ những cái bụi rậm. Các bạn có thể thấy được đây, nó có tay cầm, nó dạ như cái máy cắt cỏ đẩy tay ấy. Đấy, cái này cũng tự hành luôn các bạn nhá, ga lên là tự chạy và tự băm cỏ luôn. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút. Đây là ga, đây là công tắc bật mở, đây là cái cần hạ. Cần hạ thì các bạn có thể để cầm này, hạ. Sơ coi. Đây là cầm hạ thì các bạn có thể bóp vào để hạ độ cao. Đây chúng tôi sẽ làm demo cho các bạn dễ tưởng tượng hơn. Từ từ. Ừ. Bóp cần hạ luôn đi, chỉnh góc. Đây các bạn có thể thấy được. Đây, tùy vào từng đấy. Chúng ta là tùy vào độ cao của người thì chúng ta sẽ chỉnh hạ góc hợp lý. Rồi là xoay góc. Đây là nâng lên hạ xuống, các bạn có thể xoay góc được. Xoay sang trái, xoay sang phải. Đấy, các bạn bóp bên trái, bóp bên phải. Đấy, các bạn có thể xoay được góc, rất là tiện lợi. Ok. Đấy, có thể quay được. Đấy, rất là tiện đúng không ạ? Đấy, chúng ta không cần phải đi vào những cái bụi rậm mà vẫn có thể phát cỏ được. Cấu tạo của nó thì các bạn có thể thấy được, đây là một cái động cơ máy cắt cỏ thông thường, đeo lưng, đeo vai bình thường. Nhưng mà nó có công suất lớn hơn. Đây là chiếc Kawasaki TH48, chiếc này sản xuất tại Nhật nhé, khác cái động cơ TG. TG thì sản xuất tại Trung Quốc, nhưng mà TH này là sản xuất tại Nhật luôn, Kawasaki TH. Thì chiếc này nòng hơn 40 ly. Cấu tạo thì các bạn có thể thấy được, tôi sẽ nhấc lên một chút để cho các bạn thấy được cấu tạo lưỡi ở bên dưới. Chớ ơi, nhấc hậu anh cao cao lên để... Đây, các bạn có thể thấy lưỡi của nó là 4 lưỡi, 4 lưỡi đan chéo nhau. Đấy, chém ngược chiều nhau luôn này, này chém ngược chiều nhau luôn, chứ không phải chém thuận chiều nhá. Chém như thế này cỏ rất là nhuyễn và nát. Tức là chúng ta phang cái cỏ bụi rậm ấy mà đưa này vào, hoặc là cỏ thảm đi vào một phát bằng tịt luôn. Đây là lốp này, lốp bằng lu sắt luôn này, các bạn thấy nó có thể là nó có trọng lượng nặng, nó sẽ đè lên. Và đây là cái lốp để cữ hạ xuống nào. Đấy các bạn thấy chưa, cữ này. Chúng ta có thể là chỉnh độ cao thấp bằng cách là chỉnh cái lốp này. Chúng ta có thể chỉnh cao hoặc thấp, nó là cái cữ để chúng ta cắt cỏ. Đấy, cái lốp này, lốp này bằng sắt luôn, sắt đặc luôn. Và đây là chúng ta sẽ chỉnh lưỡi ở đây, lưỡi chạy lưỡi không ở đây. Và đây là tốc độ, chỉnh tốc độ số 1, số 2. Cái này là hàng của Isuki, động cơ thì Kawasaki nhưng mà hãng Isuki sản xuất, hàng Nhật nội địa luôn. Chiếc này nếu mà ở bên Nhật thì chắc là giá nó cũng cao thôi. Giá cao thì chắc chắn rồi, các bạn có thể tưởng tượng được đây nó sẽ giống cái máy cắt cỏ đẩy tay. Đó, bây giờ chúng tôi sẽ chạy thử cho các bạn xem. Chúng tôi sẽ nổ thử cho các bạn xem. Cái này trợ lực cực kỳ nhẹ. Bật công tắc. Đấy. Bạn tắt đi để demo lại cho mọi người xem là trợ lực nó nhẹ như nào. Rồi, giật nhá. Chúng ta chỉ cần khẽ một cái là nổ. Đấy là trợ lực, các bạn thấy là kéo lên từ từ thôi, nó tự nén lại. Ok. Chỗ này là các bạn cũng phải sử dụng xăng pha nhớt nhá. Ok, bóp này. Ok. Đây nhá, các bạn có thể thấy này, đây là chúng tôi đang bật chế độ ga và lưỡi chạy này. Đây. Rồi, ok. Chúng ta nhấc lên như thế này thì máy nó chỉ chạy thôi mà lưỡi nó không quay. Đấy, các bạn thấy chưa, ga lên. Rồi, ok. Rồi khi các bạn đi vào những cái bụi rậm mà chúng ta không thể đi thẳng được thì chúng ta có thể là chỉnh góc, cũng rất là tiện. Đấy, chỉnh góc như này.
ok. Đấy, các bạn thấy chỉnh góc rất là nhẹ nhàng, chỉnh độ cao thấp. Rất là tiện lợi. Ok. Xong rồi. À, các bạn thấy cái máy này hay thì các bạn vui lòng like và subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn nhiều cái máy hay ho hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào.